miếng đất này thuộc ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì mặt tiền của nó được 15,5 m, đó là đất thổ 540 m. Giá chủ đất kêu là 3,5 tỷ còn thương lượng. Còn miếng đất kế bên đây là mặt tiền là 16 m, nó là đất lúa, thì nó là 1.000 m đất lúa. Chủ đất kêu là 1,8 tỷ còn thương lượng. Hai miếng này còn thương lượng, nó cặp lên nhau nè. Miếng bên kia là đất thổ 3,5 tỷ, miếng bên đây là đất lúa 1,8 tỷ, tổng cộng đây khoảng 1,5 m. Đây chạy ra quốc lộ 1A khoảng 3 cây số. Bây giờ Văn Thanh sẽ chạy một đoạn cho bà con thấy. Đi dưới mé sau đuôi của nó là có cái con kinh nó sao, kinh tưới tiêu. Miếng có hàng rào này là chủ đang kêu là 2 tỷ còn thương lượng. Mặt tiền nó khoảng 13 m. Mặt tiền 13 m nó là đất thổ. Nó khoảng 650 m. Nó có 316 m đất thổ. Còn lại là khoảng 350 m đất lúa. Đây đa phần là người ta ở là chính, chưa có xí nghiệp trong đây, và có và nhà thì ta sẽ cất nhà trọ. Ở đây cũng có miếng đất thổ cư 5 x 37 m. Miếng này người ta gửi Văn Thanh là 1,2 tỷ, 5 x 17 m thổ cư. Thì nãy giờ Văn Thanh quay 4 miếng. Miếng đầu tiên là miếng 3,5 tỷ. 3,5 tỷ là nó 540 m thổ. Mặt tiền của nó là 15 m. Miếng thứ hai là 1.000 m đất nông nghiệp, mặt tiền của nó là 16 m, giá của nó là 1,8 tỷ. Miếng thứ ba là khoảng 2 tỷ, mặt tiền của nó là 13 m, nó có 316 m đất thổ, còn lại là khoảng 350 m đất nông nghiệp. Còn miếng cuối cùng này là 1,2 tỷ, mặt tiền đó là 5 m, chiều sâu vô là 37 m đất thổ. Thì nãy giờ Văn Thanh quay rồi, thì bà con ai có nhu cầu về đây mua thì liên hệ với Văn Thanh số điện thoại 0128 666 8368. Ở đây là nó là đường Phước Toàn.
thuộc ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây nó cách chợ Bình Chánh khoảng 10 cây số.